Tân Hiệp Phát lên tiếng vụ ông Trần Quý Thanh bị bắt, giao dịch cá nhân không liên quan đến công ty. Chiều ngày 11 tháng 4, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, công ty Tân Hiệp Phát phát đi thông tin chính thức liên quan đến cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Trần Quý Thanh, người sáng lập Tân Hiệp Phát, và bà Trần Uyên Phương, phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát vào ngày 10 tháng 4. Theo công ty, ông Trần Quý Thanh, bà Trần Uyên Phương là những người sáng lập điều hành công ty Tân Hiệp Phát nhiều năm qua. Sự việc trên chắc hẳn ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Tuy nhiên, với hệ thống quản lý và đội ngũ được xây dựng nhiều năm qua, trong trách nhiệm của mình, công ty Tân Hiệp Phát sẽ nỗ lực hết sức để giảm tối đa các ảnh hưởng bất lợi từ sự việc tới hoạt động của công ty và các đối tác có liên quan. Công ty Tân Hiệp Phát khẳng định, giao dịch của các cá nhân trong sự việc trên không liên quan đến hoạt động của công ty Tân Hiệp Phát. Công ty Tân Hiệp Phát luôn tin tưởng vào sự công minh của các cơ quan pháp luật trong quá trình giải quyết sự việc, tin tưởng vào sự khách quan của các phương tiện thông tin đại chúng, khách hàng, đối tác khi đánh giá về sự việc. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.